Đây là món bánh dày đỗ truyền thống của miền Bắc. Các bạn có thấy thích không? Thích thì mình cùng nhau vào bếp nha. Hello, chào cô bác, anh chị em và các bạn. Bữa nay mình sẽ chia sẻ món bánh dày đỗ, tức là bánh dày đậu xanh. Nguyên liệu gồm có đậu xanh, bột nếp, tức là bột gạo nếp, dầu ăn, nước ấm, muối, đường và đây là lá chuối. Mình chuẩn bị để hấp bánh. Mình ở nước ngoài thì mình thường hay dùng bột hiệu con voi, bột nếp tinh khiết, tức là bột gạo nếp đi nha các bạn. Ở đây mình có là 200 g bột nếp. Nước thì trước mắt là mình sẽ dùng là 160 ml, bởi vì là nhiều khi bột mới và bột cũ nó sẽ hút nhiều nước hơn. Trước khi làm bánh thì các bạn nên rửa tay cho thật sạch. Vì mình nhồi bánh mà có bao tay thì rất là khó, mà có khi còn không nhồi được nữa. Nước mình sử dụng là nước ấm khoảng 50 độ C nha các bạn. Mình sử dụng bằng nước ấm là để cho bột nó quyện vào nhau hơn, nó sẽ không bị rời các bạn. Mình sẽ cho vào đây là 1/2 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng phở dầu ăn, 1/4 muỗng. Bây giờ mình sẽ dùng tay để mình nhồi. Các bạn biết không, bột ấy thì đôi khi bột mới và bột cũ, nếu mà bột cũ thì có khi lại phải đổ nhiều hơn nước, mà bột thì mà mới thì có khi lại phải đổ ít hơn. Cho nên là mình nhắm nó, mình cứ đổ nó từ từ. Mình thấy bữa nay mình bỏ 160 ml là mình thấy nó vừa rồi nhé các bạn. Bột đã nhồi xong, mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm này để mình ủ bột. Mình sẽ để đây cho bột nghỉ khoảng 45 phút nha các bạn. Trong thời gian chờ bột thì mình sẽ đi hấp đậu nhé. Mình dùng vừa làm nhân và vừa để áo bánh. Đậu này mình đã ngâm qua một đêm. Các bạn nếu các bạn ngâm nhanh thì cũng được, nhưng các bạn ngâm qua một đêm thì khi các bạn hấp nó sẽ nhanh hơn và đậu nó sẽ được tơi và bở hơn nha. Mình sẽ cho vào đây là 1/2 muỗng cà phê muối. Nước sôi, mình cho đậu vô hấp nha. Các bạn để chừa cái khúc này ra, khúc giữa này ra để cho nó
hơi nó thông lên nha các bạn. Mình sẽ dùng một cái khăn sạch để mình đậy nó lên thì nó sẽ không bị ướt hơi nước, thì đậu nó sẽ được khô. Mình nghĩ là đậu đã chín. Bây giờ mình lấy đậu ra nha các bạn. Wow, bỏ lắm rồi các bạn. Chín rồi đấy. Wow, ngon lắm. Bây giờ mình sẽ dùng cối để xay đậu nha các bạn. Các bạn có thể dùng cối để giã hay dùng máy để xay, tùy theo ý mình nhé. Giã thì cũng rất là dễ. Cái cối này nó nhỏ cho nên mình xay làm hai lần nha các bạn. Các bạn giảm bớt volume xuống để cho nó khỏi ồn nhá. Mình nghĩ đậu đã nhuyễn rồi. Giờ mình sẽ lấy ra nha. Mình tiếp tục xay phần còn lại. Bây giờ đậu đã xong, mình sẽ lấy ra một phần, tức là một nửa non, để tí xíu nữa mình sẽ áo vào bánh. Và còn một phần này mình sẽ cho tiêu vô. Bánh dày truyền thống thì họ cho rất là nhiều tiêu nha các bạn. Cho nhiều tiêu lắm luôn đấy các bạn. Rồi. Món này làm rất là đơn giản các bạn ạ, nhanh lắm. Giờ mình sẽ chia ra và nặn thành viên nha các bạn. Tùy theo các bạn thích ăn nhiều đậu hay ít đậu để mà nấu nhiều hay nấu ít nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng dầu mình chét lên lá chuối nha các bạn. Để khi mà mình bỏ bánh vô thì nó sẽ không bị dính bánh. Mình cắt bột ra thành từng phần nha các bạn. Các bạn muốn làm bánh lớn nhỏ là tùy ý các bạn nhé. Rồi,
Sau đó các bạn bỏ nhân vô đây. Rồi các bạn kéo nó sang. Cho nó kín. Sau đó các bạn vo. Các bạn nhìn coi này. Đó. Các bạn đừng có vo hay là nắm chặt tay quá nhé. Các bạn chỉ sơ sơ thôi. Đó. Sau đó các bạn nhấn xuống. Nước sôi mình cho bánh tô hấp nha các bạn. Các bạn để nó xa xa ra một chút nha. Thì khi mà bánh nó chảy ra nó sẽ không bị dính. Mình sẽ đậy chiếc khăn lên đây để cho nước nó không bị dò vô bánh nha các bạn. Khi các bạn cho khăn vô rồi các bạn kéo để cho nó căng ra. Rồi. Các bạn để lên như thế này để cho nó khỏi bị cháy. Tại mình đang dùng đây là bếp ga. Thế. Lại chưa hấp thì mình sẽ đậy cái khăn lên để cho nó khỏi bị khô bánh nha. Ở đây mình vặn bếp xuống là dưới trung bình nha các bạn. Tùy theo bếp mà các bạn vặn, nhưng mà mình vặn miễn là làm sao nó vẫn còn sôi. Nó mà sôi sùng sục thì bánh sẽ bị dỗ. Mình nghĩ là bánh đã được rồi. Bây giờ mình sẽ vớt bánh ra nhé. Trước tiên là mình rắc đậu xuống đây. Sau đó mình sẽ bóc bánh. Rồi bỏ bánh vô. Bây giờ bánh nó còn đang phồng. Chút xíu nữa thì nó sẽ xẹp bớt lại nha các bạn. Mình sẽ rắc đậu lên. Thôi mình lại tiếp tục cho đợt nhì vào hấp nha các bạn. Chỗ này là 200g bột mình nặn thành 8 cái bánh. Và khi mình hấp thì mình hấp là 9 phút. Cho một đợt. Bánh đợt nhì cũng đã xong nha các bạn. Bánh dày đã xong. Nhìn rất là hấp dẫn nha các bạn. Ăn lại ngon, dễ làm. Ăn chay hay ăn mặn đều ăn được hết. Nhất là những dịp lễ thì các cụ thường hay làm để mang đi lễ chùa. Nếu các bạn thấy thích thì hãy cho mình một like và nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Nhớ nhấn vào cái chuông nho nhỏ ở phía tay phải bên dưới
để nhận thêm những video mới ra của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn các bạn ở những video kế tiếp.